Nhận định Real Madrid với Chelsea, 2 giờ ngày 28 tháng 4, Real Madrid không có được phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, sân nhà của họ là nơi thực sự đáng sợ, một Chelsea cũng đang khá bất ổn khó lòng tạo nên bất ngờ. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Real Madrid sẽ có cuộc đón tiếp Chelsea trong khuôn khổ lượt đi bán kết UEFA Champions League mùa giải này. Hiện tại ở giải quốc nội, Real Madrid vẫn đang xếp thứ nhì tại La Liga, bằng điểm với Barcelona và kém đội đầu bảng Atletico 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Hiện tại Real Madrid đã kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 17 trận liên tiếp trên mọi mặt trận. Tuy nhiên ở 5 trận đấu gần đây, Real chỉ có được 2 trận thắng, để hòa tới 3 trận với cùng tỷ số 0-0. Lý do là bởi đội bóng đang gặp vấn đề về nhân sự khi có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương, kèm với đó là lịch thi đấu dày đặc. Trên sân nhà sau 5 trận toàn thắng mới đây, Real cũng đã để Betis cầm hòa. Trong khi đó, Chelsea đã đạt được mục tiêu lọt vào top 4 của giải ngoại hạng Anh sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp West Ham vào cuối tuần qua ngay trên sân của đối thủ. Ở 5 trận đấu gần đây, Chelsea có được 3 trận thắng, 1 trận hòa và trận thua trước Porto ở tứ kết lượt về cúp C1. Thế nhưng thành tích sân khách của đội bóng lại rất ấn tượng khi bất bại ở 10 trận du đấu gần nhất, trong đó có tới 8 trận thắng. Soi tỷ lệ kèo châu Á, do được thi đấu trên sân nhà nên Real Madrid vẫn được đánh giá là đội cửa trên. Tuy kèo chấp cũng chỉ ở mức là 0,25. Hiện tại cả hai đội đều đang có phong độ khá ổn định. Thế nhưng nếu như Chelsea thường xuyên chơi chặt chẽ ở các lần du đấu và khá thành công với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh thì Real Madrid lại đang gặp khủng hoảng nơi hàng công khi quá nghèo nàn về bàn thắng. Lẽ dĩ nhiên Chelsea không dễ để có thể giành chiến thắng ngay trên sân của Real Madrid, nhưng rất có thể họ sẽ có điểm ra về. Cho dù chỉ là một điểm, chọn Chelsea, soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Kèo tài xỉu hiện cũng chỉ ở mức khá thấp là 2,25. Lý do là bởi Chelsea là một trong những đội để thủng lưới ít nhất trong số các đội tờ vòng bảng cúp C1 mùa này. Trong khi đó, hàng thủ của Real Madrid tuy không có được các cầu thủ tốt nhất nhưng cũng đang chơi tốt ở các trận đấu gần đây. Cộng thêm việc hai đội chắc chắn sẽ phải chơi thận trọng ở lượt đi nên có lẽ đây sẽ chỉ là trận đấu có rất ít bàn thắng.